ngày 19 tháng 4, chân phước Lucrezio và chân phước Bunadonna. Ông Lucrezio và bà Bunadonna là hai vợ chồng muốn sống theo gương thánh Francisco, do đó họ đã gia nhập dòng ba Francisco. Hai ông bà sống ở Poggibonsi, là nơi họ hành nghề thương mại và là con buôn tham lam. Nhưng sau khi gặp thánh Francisco, có lẽ năm 1213, họ đã thay đổi đời sống. Ông Lucrezio bắt đầu thi hành nhiều việc bác ái. Lúc đầu, bà Bunadonna không nhiệt tình sống bác ái như ông Lucrezio và thường than phiền chồng là đã bố thí quá nhiều của cải cho các người lạ. Một ngày kia, khi có người gõ cửa xin được giúp đỡ, và ông Lucrezio nhờ vợ lấy cho họ ít bánh mì, bà nhăn mặt khó chịu nhưng cũng đi vào bếp. Và lạ lùng thay, bà nhận thấy số bánh mì đang có thì nhiều hơn khi trước. Không bao lâu, bà cũng trở nên hăng say sống đời khó nghèo và thanh bạch như ông chồng. Cả hai bán cả tiệm buôn, chỉ giữ lại ít đất để cày cấy trồng trọt, đủ cho nhu cầu và phân phối đất đai còn lại cho các người nghèo. Vào thế kỷ 13, với sự ưng thuận và sự cho phép của giáo hội, một số vợ chồng sống ly thân để người chồng vào dòng tu nam và người vợ vào dòng tu nữ. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ son sẻ hoặc con cái đã trưởng thành. Ông bà Lucrezio lại muốn kiểu khác. Họ sống đời sống tu trì nhưng bên ngoài tu viện. Để đáp ứng nhu cầu này, Thánh Francisco đã lập dòng Francisco Thế Tục. Đầu tiên, Thánh Nhân biết một quy luật đơn giản cho dòng ba, Francisco Thế Tục. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Honorius III đã chấp thuận một quy luật chính thức vào năm 1221. Công việc bác ái của hai ông bà Lucrezio đã thu hút người nghèo đến với họ. Và cũng như các vị thánh khác, dường như hai ông bà không bao giờ thiếu của cải để giúp đỡ tha nhân. Một ngày kia, khi ông Lucrezio đang cõng một người tàn tật mà ông bắt gặp bên đường, thì có một thanh niên đến hỏi ông, cái tên quái quỷ nào mà ông đang cõng trên lưng đó? Ông Lucrezio trả lời, tôi đang cõng Đức Giêsu Kitô. Ngay lập tức, người thanh niên ấy đã phải xin lỗi ông. Hai ông bà Lucrezio và Bunadonna đều từ trần vào ngày 28 tháng 4 năm 1260. Ông được phong chân phước vào năm 1273. Truyền thống địa phương cũng gọi bà Bunadonna là chân phước, dù rằng tòa thánh chưa chính thức công bố. Lời bàn: thật dễ để chế nhạo người nghèo và chà đạp phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Mẹ Teresa Calcutta thường đề cập đến sự nghèo túng như sự đau khổ tiềm ẩn của Đức Kitô. Chúng ta dễ khiến người khác cảm thấy là họ vô ích. Người nghèo, người bệnh hoạn, người tật nguyền thể xác cũng như tâm thần, người lớn tuổi, người thất nghiệp. Do đó, chống lại sự cám dỗ ấy đòi hỏi một mực độ, đại lượng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu ai nấy cũng đều nhìn thấy Đức Kitô trong người nghèo như hai ông bà Lucrezio, họ sẽ phong phú hóa giáo hội và giữ được sự trung tín với Thiên Chúa. Lời trích: Thánh Francisco thường nói, bất cứ ai nguyền rủa người nghèo là tổn thương đến Đức Kitô, vì họ đang mang hình ảnh của người, hình ảnh của Đấng đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta.